Thông tin về dự báo thời tiết. Sáng nay, thành phố Cần Thơ nắng mạnh và nóng hơn. Liệu có phải dấu hiệu giảm mưa hay không, thưa chị Hồng Quyên? Dạ, mến chào anh Gia Hiếu và quý vị khán giả. Đúng là ở Cần Thơ cũng như nhiều nơi khác ở miền Tây Nam Bộ, ngày hôm nay mưa thì sẽ có xu hướng giảm bớt so với mấy ngày vừa qua. Biểu hiện ngay từ sáng nay thôi thì trời đã quang mây hơn rồi, nắng sớm và thời gian nắng thì cũng diễn ra liên tục hơn. 11 giờ trưa nay nhiệt độ tăng lên 32 độ, tiếp đà tăng này thì nhiệt độ sẽ chạm ngưỡng 34 độ và đây cũng là mức nhiệt cao nhất ngày, sẽ rơi vào khoảng lúc 1 giờ chiều. Phải tới 15 và 16 giờ chiều ngày hôm nay khi mà mây dông phát triển thì mới gây mưa cho khu vực này. Mưa không lớn và cũng không kéo dài đâu ạ. Đến khoảng 19 giờ thì trời tạnh ráo và sau đó thì nhiệt độ sẽ giảm dần, thấp nhất chỉ còn 28 độ. Không riêng gì Cần Thơ mà hầu khắp các tỉnh thành khác ở Nam Bộ ngày hôm nay thì mưa cũng sẽ muộn hơn và xuất hiện về chiều tối. Còn buổi trưa và đầu giờ chiều thì nắng và khá nóng. Nhiệt độ phổ biến ở hầu khắp các thành phố sẽ là từ 33 đến 34 độ. Một số nơi như là Cao Lãnh và Bến Tre và một loạt các điểm ở miền Đông Nam Bộ còn xuất hiện nắng nóng nhiệt cao 35 đến 36 độ. Chiều tối thì mưa mới bắt đầu xuất hiện nhưng mà cường độ mưa sẽ giảm và ít điểm mưa to. Vùng mưa sẽ bắt đầu thu hẹp hơn và tập trung chủ yếu còn ở ven biển của khu vực đồng bằng sông Cửu Long và cả Đông Nam Bộ. Lưu ý trong cơn mưa có thể đi kèm với lốc xoáy, sấm sét và cả gió giật mạnh nguy hiểm. Còn đối với thành phố đảo Phú Quốc, do là cửa ngõ đón gió mùa Tây Nam cho nên mưa sẽ có thể xuất hiện sớm hơn so với ở trong đất liền. Ngay từ khoảng 2 đến 3 giờ chiều nay là đã có thể xuất hiện mưa rồi và trong cơn dông có thể đi kèm với sấm sét, gió giật mạnh và lốc xoáy nguy hiểm. Lưu ý, 30 phút đầu khi mà mây đen kéo về sẽ là thời điểm nguy hiểm nhất. Trước đó thì vào buổi trưa không khí có phần sẽ dễ chịu hơn do ở thành phố đảo Phú Quốc được bao quanh bốn bề là biển, nhiệt độ cũng không vượt quá ngưỡng 32 độ. Xin được chuyển sang thông tin thời tiết dành cho vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang. Ngày hôm nay thì cảnh báo vùng biển sẽ có mưa và trong cơn dông có thể đi kèm với lốc xoáy, gió giật mạnh nguy hiểm. Mưa làm cho tầm nhìn giảm xuống chỉ còn từ 4 đến 10 km. Còn đối với vùng biển từ Bình Thuận xuống đến Cà Mau không mưa, nhưng mà lưu ý gió Tây Nam mạnh cấp 5, độ cao sóng từ 1m50 đến 2m50.